Ngày 16 tháng 1 năm 2021, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1972, cư trú ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, để điều tra xử lý vì hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân chính là cha ruột của Thái. Do nợ nần cờ bạc, Thái dự định bán thửa đất do cha Thái đứng tên. Cha Thái đồng ý cho con bán đất, nhưng chỉ bán một phần, còn phần đất có mộ của ông bà thì không được bán. Riêng Thái nhất định phải bán hết tất cả thửa đất đó. Vì thế giữa hai cha con đã phát sinh mâu thuẫn. Ngày 30 tháng 11, Thái đưa người mua đất đến nhà, nhưng cha Thái không đồng ý ký tên sang nhượng chủ quyền sử dụng đất. Lời qua tiếng lại, Thái ném cả bộ bình tách uống trà vào người cha, gây thương tích 8%. Sau đó, viết giấy hăm dọa sẽ giết cha nếu không đưa tiền cho Thái. Trước đây, Thái cũng đã nhiều lần bị xử lý hành chính và hành sự vì gây rối trong gia đình,